Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ bảy ngày 26 tháng 6 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin lộ gương mặt muốn đẩy Nguyễn Hòa Bình đi để cướp ghế. Mỗi chiếc ghế trống là mỗi trận chiến đấu khốc liệt trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở chế độ này, mỗi chiếc ghế là mỗi điều kiện hái ra tiền. Ở cái chế độ này mà ai và cái gì cũng đo bằng tiền, và mỗi khi có nhiều tiền thì càng có điều kiện để mua chiếc ghế cao hơn. Đó là lý do tại sao trong Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xảy ra đấu đá chí tử, thậm chí có những người chết không manh mối. Ghế chính án tòa án nhân dân tối cao là ghế mà hai nhiệm kỳ đều được ủy viên Bộ Chính trị, trước đây là Trương Hòa Bình và bây giờ là Nguyễn Hòa Bình, đều được như vậy. Vị trí chính án tòa án nhân dân tối cao như Nguyễn Hòa Bình ăn không ít, mỗi lần cầm cân nảy mực cũng là những vụ án gai góc, là mỗi lần được người khác cậy nhờ. Trắng trợn nhất là vụ án Hồ Duy Hải, Nguyễn Hòa Bình đã trắng trợn bẻ cong công lý. Tất nhiên, khi mà ông Nguyễn Hòa Bình trắng trợn trà đạp lên công lý, thì phía tà ác cũng phải mua chuộc như thế nào thì ông ta mới làm như vậy. Đây là hình ảnh ông Trương Hòa Bình giữ cái ghế mà Nguyễn Hòa Bình thèm muốn. Ngồi trước ghế chánh án tòa án nhân dân tối cao mà chịu ăn thì tất sẽ rất giàu. Hiện nay, Nguyễn Hòa Bình ngồi ghế chánh án tòa án nhân dân tối cao cũng là chiếc ghế kiếm được rất nhiều bổng lộc bằng những bản án tán tận lương tâm. Tuy nhiên hiện nay, ông Nguyễn Hòa Bình đã là ủy viên Bộ Chính trị. Ông ta cần phải lên vị trí cao hơn để kiếm trác được nhiều hơn. Ghế của Nguyễn Hòa Bình là ghế cao nhất của ngành tòa án. Ai làm về tư pháp thì cũng mong muốn với tức chiếc ghế này. Đây là chiếc ghế duy nhất có thể lọt vào Bộ Chính trị. Còn những vị trí khác trong ngành tư pháp thì không thể nào mơ đến được. Và lại, chiếc ghế chánh án tòa án nhân dân tối cao cũng là chiếc ghế được ngồi vào Ban Bí thư của Trung ương Đảng. Hiện nay, ai mà là thành viên của Ban Bí thư cũng đều rất dễ kết nối với ông Nguyễn Phú Trọng. Vì thế, chiếc ghế chánh án tòa án nhân dân tối cao vẫn có một vị trí hết sức hấp dẫn. Và câu hỏi bây giờ được đặt ra, ai là người muốn cướp lấy chiếc ghế chánh án tòa án của ông Nguyễn Hòa Bình? Được biết, ông Nguyễn Hòa Bình đang ngắm nghía chiếc ghế Phó Thủ tướng thường trực. Bản thân ông Phạm Minh Chính thì cũng đang cần Nguyễn Hòa Bình về chính phủ để xúi ông này làm bậy. Nguyễn Hòa Bình là loại người bất chấp, cứ được bản bảo kê là ông ta bất chấp luật pháp, bất chấp đạo lý. Những lúc cần làm càn để cảnh cáo ai, Phạm Minh Chính cần ông này là rất tốt. Trong vụ án trước đây, ông đã từng yêu cầu các chánh án tối cao giơ tay biểu quyết thông qua án tử hình với Hồ Duy Hải. Điều đó nói lên ông ta là người rất đen tối. Và Nguyễn Hòa Bình không biết ơn ai, dù cho người đó có giúp đỡ ông ta bao nhiêu đi chăng nữa. Vì vậy, Phạm Minh Chính rất cần có con người và nhiều tiền để có thể sai khiến được ông này. Phạm Minh Chính cần Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Hòa Bình cũng cần Phạm Minh Chính. Và khả năng ông Nguyễn Hòa Bình sẽ gia nhập chính phủ sau Hội nghị Trung ương 3 là rất cao. Và ông Nguyễn Hòa Bình thì nắm chiếc ghế Phó Thủ tướng thường trực. Vậy câu hỏi đặt ra là ai sẽ nhắm vào chiếc ghế mà ông Nguyễn Hòa Bình để lại? Đó không ai khác, chính là ông Lê Thành Long, đương kim Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Ông này đang là Ủy viên Trung ương Đảng, một chức vụ trong Đảng đủ để bố trí vào vị trí chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Đây là hình ảnh chiếc ghế của Nguyễn Hòa Bình, cũng là mục đích phấn đấu của rất nhiều đối tượng trong Đảng. Ông Lê Thành Long, năm nay 58 tuổi, quê ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, học vị tiến sĩ luật học, lý luận chính trị cấp cao, ngoại ngữ tiếng Anh thành thạo, tiếng Nga cũng thành thạo. Ông Lê Thành Long là đồng hương của ông Phạm Minh Chính. Nếu ông Nguyễn Hòa Bình rút đi, ông Phạm Minh Chính đưa được Lê Thành Long vào chánh án tòa án nhân dân tối cao, thì đấy là một thuận lợi cho ông Phạm Minh Chính về sau này. Lúc đó, thế lực của ông Phạm Minh Chính có thể mở rộng vào Ban Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng và gây được sức ép với ông Trọng, nhất là khi sức khỏe của ông Trọng ngày một yếu đi, đi lề lết, luôn luôn phải có người dẫn dìu. Ông Lê Thành Long, ngay từ năm 1987, ông đã làm việc trong Bộ Tư pháp với vị trí là chuyên viên vụ hợp tác quốc tế Bộ Tư pháp. Đến năm 1990, ông là cán bộ Ban Thư ký Ủy ban Sông Mekong Quốc tế. Đến năm 1991, ông là chuyên viên vụ hợp tác quốc tế rồi làm thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp, sau đó đi học thạc sĩ tại Canada và tiến sĩ tại Nhật Bản.
Từ tháng 4 năm 2003 cho đến tháng 12 năm 2008, ông là chuyên viên, sau đó là phó vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế Bộ Tư pháp. Từ tháng 12 năm 2008 cho đến tháng 10 năm 2011 là vụ trưởng vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Bộ Tư pháp. Từ năm 2011 đến 2014 là ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, và từ tháng 5 năm 2014 đến 2015 là phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Sau đó ông là Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Đại hội Đảng lần thứ 12, ông Lê Thành Long vào ủy viên Trung ương Đảng và làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Và tiếp tục, dư luận đặt ra ông Nguyễn Hòa Bình là nỗi nhục cho ngành tư pháp. Ông Nguyễn Hòa Bình là người Quảng Ngãi, giai đoạn ở Quảng Ngãi làm bí thư từ năm 2008 đến 2011, ông này tự cho ông cái quyền làm luật. Lúc đó Nguyễn Hòa Bình đã tự ý đổi tên trường trung học cơ sở Hành Đức mang tên Nguyễn Kim Vang vào tháng 3 năm 2011. Nguyễn Kim Vang là nhân vật lịch sử nào? Câu hỏi được đặt ra. Xin thưa, đó là anh ruột của ông Nguyễn Hòa Bình, là một liệt sĩ như hàng triệu người lính khác đã chết trong cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, Bắc Nam nổi ra sáo thịt. Ông Nguyễn Hòa Bình, hai nhiệm kỳ khóa 13 và 14, là đại biểu Quốc hội của tỉnh Quảng Ngãi suốt 10 năm, từ năm 2011 đến năm 2021. Ông Nguyễn Hòa Bình đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân Quảng Ngãi như thế nào? Câu hỏi cũng được dư luận đặt ra. Ông Nguyễn Hòa Bình làm đại biểu Quốc hội ở khu vực huyện Bình Sơn tháng 7 năm 2020. Và thần y Võ Hoàng Yên được Đảng bộ, chính quyền huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi mời về khám chữa bệnh cho 776 người, ngân sách chi ra hơn 200 triệu đồng. Là người nắm quyền tuyệt đối về tư pháp với vị trí chánh án tòa án nhân dân, tham gia lập pháp và giám sát luật của Quốc hội. Vậy mà ông Nguyễn Hòa Bình vẫn im lặng để thần y hoạt động phi pháp, công khai trên chính nơi đại biểu Quốc hội Nguyễn Hòa Bình ứng cử và tiếp tục hứa. Đây là hình ảnh ông Lê Thành Long đang muốn ngồi vào chiếc ghế chánh án tòa án nhân dân tối cao. Ông Nguyễn Hòa Bình đã để lại vết nhơ cho ngành tư pháp qua vụ xét xử Hồ Duy Hải đầy oan ức. Có thể nói ngành tư pháp dưới thời ông Nguyễn Hòa Bình nó lộ nguyên hình là một thứ công cụ để chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam đàn áp người thấp cổ bế họng một cách công khai. Mà khi tòa án thành công một công cụ một cách công khai như vậy, thì điều đó cũng có nghĩa là nó là mỏ vàng cho những ông quan tòa bất nhân khai thác. Một tiền lệ xấu đã được Nguyễn Hòa Bình thiết lập, và từ nay trở đi, chiếc ghế chánh án tòa án nhân dân tối cao là một chiếc ghế béo bở đối với rất nhiều người. Ai ngồi vào chiếc ghế này sẽ kiếm được rất nhiều tiền và đầu tư vào mối quan hệ rất tốt với các vị trí tương lai. Trước đây, ông Nguyễn Hòa Bình cũng làm chánh án tòa án nhân dân tối cao, rồi vào chính phủ nắm chiếc ghế phó thủ tướng thường trực, thì nay ông Nguyễn Hòa Bình cũng tiến thân theo con đường y hệt như vậy. Không biết ông Nguyễn Hòa Bình rời chiếc ghế chánh án, ông ta có giới thiệu Lê Thành Long hay không? Nếu được ông Nguyễn Hòa Bình giới thiệu, thì ông Lê Thành Long sẽ có cửa rất lớn ngồi vào chiếc ghế quyền lực nhất của ngành tòa án này. Qua những diễn biến đó, chúng ta thấy rằng đây đang là cơ hội nắm thực quyền cho Lê Thành Long, cũng là một người Thanh Hóa đồng hương với ông Thủ tướng đương nhiệm. Bộ Tư pháp ở Hoa Kỳ là một bộ rất lớn, tuy nhiên Bộ Tư pháp trong chính phủ của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam không biết để làm gì. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có Cục Điều tra Liên bang FBI và Cục Cảnh sát Liên bang, đây là những công cụ của chính phủ để thực thi pháp luật. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp của Việt Nam gần như chỉ là tư vấn cho chính phủ về mặt luật pháp, chứ không có thực quyền gì cả. Công cụ của chính phủ để thực thi pháp luật lại là Bộ Công an. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ cấu tổ chức hết sức chồng chéo. Bộ Tư pháp vốn rất vô dụng, ấy vậy mà trong Quốc hội còn có Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội giám sát các bộ Tư pháp. Tuy nhiên, dù có giám sát thì Bộ Tư pháp cũng chẳng biết làm gì, vì chẳng có thực quyền. Đây là hình ảnh liệu ông Phạm Minh Chính có giúp gì được cho ông Lê Thành Long, một người đồng hương Thanh Hóa với mình hay không? Ông Lê Thành Long hiện nay là bộ trưởng có thực quyền thấp nhất trong chính phủ. Nếu ngồi ở ghế bộ trưởng bộ này, ông Long sẽ mãi mãi không có cơ hội vào bộ chính trị. Tuy nhiên, nếu ngồi vào chiếc ghế chánh án tòa án nhân dân tối cao, thì cơ hội của Lê Thành Long rộng mở hơn rất nhiều và thực quyền cũng sẽ lớn dần lên theo đó. Với lợi thế là đồng hương của ông Phạm Minh Chính, liệu ông Lê Thành Long có được ông Chính sắp xếp vào chiếc ghế cao nhất của ngành tòa án hay không? Cũng cần chờ đến Hội nghị Trung ương 3 thêm một thời gian nữa thì mọi chuyện sẽ ngày một sáng tỏ.
dù gì, người dân Việt Nam cũng sẽ được chứng kiến những bản đấu đá tiếp tục trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam vào thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 26 tháng 6 năm 2021 với bản tin Lộ gương mặt muốn đẩy Nguyễn Hòa Bình đi để cướp chiếc ghế béo bở. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.